Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nha. Chuẩn bị Tết rồi các bác ơi. Hôm nay em gửi một cặp loa này. Hôm nọ em có lên một đôi và khách thấy rất là hay. Thì hôm nay thì em sẽ test cho anh em lên luôn. Giá em cam kết cho anh em giá rất là rẻ mà chất âm rất là hay. Được sử dụng là tép neo nhá. Các bác cùng nghe chất âm này. Tiếng ngoài không ạ? Giá chỉ có hơn 4 triệu một đôi loa này. Thật sự là em làm một cặp loa này em cảm thấy rất là giá rất là tốt và chất lượng hay. Thùng này, thùng cơn nhá. Lưới các bằng sắt dàn chống bụi này, giờ CF này. Và các bác để ý cho em này, bác có test của nó này. Em lắp cho các bác giá nó ok nhưng em khoe cho anh em để anh em xem một cái rụt bát, chứ không phải nhiều người ấy. Bán loa rẻ nhưng không bao giờ cho anh em xem rụt bát vì người ta không dám mở ra cho anh em xem. Mở ra anh em không thèm mua luôn. Đây là test 450 giờ CF neo bi. Đấy, côn dẹt các bác nhá, tép neo bi côn dẹt. Tiếng tép neo các bác vừa rồi nghe nhá, rất là sáng. Và sử dụng với bát 30 từ 190 côn 76. Các bác lấy hàng bên nhà em làm giá cho các bác cực kỳ tốt. Và loa em ghép rất là hay. Đít nồi, đít gù màu xanh, đít có bồi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Khi đánh công suất lớn lên, khí nóng nó sẽ tỏa ra 6 cái lỗ này. Bát 30 từ 190 côn 76. Đấy, con này màng của nó là màng sơn dầu bóng gum vải thẩm dầu, màng xếp ly. Bên trong phân tần có cả bóng đèn cổng chống cháy của mẫu này là BA95. Vừa rồi anh em được nghe chất âm nhé. Và giá của cặp loa này thì chỉ có giá là 4,7 triệu cặp loa này. Em sẽ gửi lên Hà Nội. Đấy, bác ý làm ở ngay cạnh nhà em, bác ở quê ở xa nhưng mà làm ngay cạnh nhà, cách có độ 3 cây thôi, ở Vĩnh Ninh Quỳnh Đô, Hà Nội. Thì hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho anh em một cặp loa cực kỳ hợp lý với tầm giá luôn. Chất lượng em cam kết cho anh em là rất là hay. Và các bác có nhu cầu đến cặp loa phun 30 giờ CF với giá 4,7 triệu, tép neo, bát giờ CF, hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyên Audio để đặt hàng nhé.